Thưa các anh chị, hôm nay chúng tôi xin trình bày đến các anh chị một vấn đề rất là đặc biệt liên quan đến thiết thân đến hàng chục, hàng trăm triệu người Việt Nam và có hàng triệu người, hàng triệu giọt nước mắt rơi xuống trong dòng xoáy của công việc này. Nhưng cơ quan truyền thông cũng báo chí cũng khó mà chen vào và phanh phui sự thật được. Rất lâu báo chí mới làm ra được một vụ 2 năm rõ 10, còn tất cả đều nằm trong những vỏ bọc pháp lý hợp pháp để tước đoạt tài sản là ruộng đất của người dân, giao cho doanh nghiệp và doanh nghiệp ăn trên lợt địa tô trên các dự án này, gây nên bao nhiêu cảnh tan nhà nát cửa, còn họ thì giao trụ, con trai chơi siêu xe, con gái đi siêu thị ở Paris, Milan và tiêu tiền như nước. Đó là những đồng tiền xương máu của người dân. Và như chúng tôi nói, họ núp dưới rất nhiều vỏ bọc pháp lý và được sự bảo trợ của chính quyền địa phương, cho nên rất khó làm ra các việc. Và báo Tuổi Trẻ đã làm ra một vụ rất là hay, rất là điển hình, xảy ra miền Tây Nam Bộ. Và chúng tôi xin thông tin ban đầu về vụ việc này. Đó là việc lấy ngang đất của người dân, giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền. Một hộ dân bị tước quyền sử dụng 4 sổ đỏ với diện tích hơn 14.000 mét vuông ở quận trung tâm thành phố Cần Thơ, do không chịu giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền và được giao ngay sau đó doanh nghiệp đã bán với giá 39 triệu đến 69 triệu đồng một mét vuông. Trong lúc đó, chủ đất chỉ được bồi thường 980.000 đồng một mét vuông. Cho các anh chị, đất vàng đô thị ngay trung tâm thành phố Cần Thơ đền tiền như thế và giá cả tăng vọt như thế. Và nếu không có làn sóng đóng băng bất động sản như vừa qua thì không biết là nó sẽ lên tới bao nhiêu, mà cả trăm triệu đồng mét vuông. Thưa các anh chị, khoảng chênh lệch khủng khiếp đó đi về đâu? Ngày 17 tháng 7, ông Hoàng Tuấn Cương ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đại diện gia đình gửi đơn đến báo Tuổi Trẻ phản ánh việc bị Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều tước quyền sử dụng 4 sổ đỏ để giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền, thu hồi đất của gia đình tôi với giá rẻ mạt, họ bán với giá cao gấp trăm lần. Từ người có đất, giờ chúng tôi phải đi thuê, làm mướn, sống nhà tạm. Đất của gia đình ông Cường có nhiều thể loại, nhiều nhất là đất lúa, diện tích rộng hơn 16.000 m2, tọa lạc tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, và được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một người trong gia đình. Cuối tháng 12 năm 2017, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều ban hành quyết định thu hồi hơn 14.160 m2 đất của gia đình ông Cường và giao cho công ty Hồng Phát thực hiện dự án khu đô thị mới An Bình. Ông Cường cho biết thêm, ngay từ đầu gia đình ông không đồng ý việc thu hồi đất giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền. Ban đầu họ chỉ bồi thường 470.000 đồng một mét vuông, sau khi thiếu nại họ tăng lên 980.000 đồng một mét vuông. Đầu năm 2019, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều ra quyết định cưỡng chế. Giữa năm 2020, quận tiếp tục ra quyết định hủy toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Cường. Công ty Hồng Phát rao bán nền từ 39 69 triệu đồng mét vuông. Với giá bồi thường này, gia đình tôi không đủ mua nhà để ở. Ông Cường khởi kiện Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều tháng 11 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đưa vụ việc ra xét xử, tuyên bố ông Cường thua kiện. Tháng 1 năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng, đồng thời trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm giải quyết lại từ đầu. Vụ việc kéo dài đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết nên gia đình tôi chịu rất nhiều thiệt thôi, ông Cường nói như vậy. Tòa án cấp cao cũng chỉ ra nhiều điểm vi phạm trong luật pháp trong quá trình thu hồi đất. Quận Ninh Kiều thu hồi 17,8 hectare đất tại phường An Bình, trích đo địa chính của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cũng thể hiện trong dự án này là có 16,3 hectare đất lúa. Ủy ban Nhân dân Định Kiều đã không cung cấp được văn bản của Thủ tướng chấp thuận cho chuyển mục đích dự án và sử dụng đất 10 hectare đất lúa trở lên. Tức là như thế này anh chị, theo quy định thì việc chuyển mục đích cũng như thu hồi đất mà có diện tích 10.000 m2 trở lên, nói chung chi tiết là rất phức tạp, đại khái là như vậy, thì phải là ý kiến của Thủ tướng. Nhưng mà Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đã vượt mặt cả Thủ tướng, ký thay Thủ tướng chăng họ ký và thu hồi đất của người dân, vượt quyền của chính phủ, Thủ tướng chính phủ. Nếu căn cứ kết luận diện tích đất đồng lúa bị thu hồi làm dự án từ 10 hectare trở lên mà không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng, thì việc thu hồi đất của ông Đinh
của ông, của gia đình ông Cường là trái pháp luật, phải hủy các quyết định thu hồi. Tòa án cấp cao nhận định như vậy. Tòa phúc thẩm khẳng định việc xây dựng giá đất do dự án cũng không đúng pháp luật nữa, cần hủy bỏ, do người ký hợp đồng tổ chức tư vấn xây dựng giá đất lại chính là công ty này, tức là công ty Hồng Phát, làm dịch vụ tư vấn cho công ty Hồng Phát luôn. Công ty này là chủ đầu tư dự án, là đơn vị trả tiền bồi thường, nên việc tự thuê tư vấn xây dựng giá đất là trái với nghị định 44/2014 của Thủ tướng và thông tư 36/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trước đây là dự án khu đô thị mới An Bình là chủ trương của thành phố, nguyên tắc người dân khởi kiện thì chờ tòa án tuyên, còn hồ sơ thẩm định dự án trên thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra lại. Nhận định của tòa án cấp cao chuyển về thì để tòa án xử, khi nào có văn bản chính thức, bản án chính thức thì căn cứ bản án mà xử lý thôi. Hồ sơ vụ việc đang do tòa thành phố thụ lý, chưa xử nên chưa biết thế nào. Mình cũng không dám nói cái đó là đúng hay sai. Nói chung việc này còn nhiều vấn đề lắm. Ông này nói như vậy đúng hay sai ông nói chưa biết, nhưng thực tế tòa phúc thẩm đã nói rồi, Ủy ban quận và kể cả tòa cấp sơ thẩm đã làm sai luật khi không căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành, trong đó thẩm quyền của việc này là của Thủ tướng chứ không phải là do của cấp quận. Xin cảm ơn các anh chị.